quý vị và các bạn, quê hương là nơi chúng ta được sinh ra, dưỡng nuôi chúng ta cả về thể chất, tâm hồn và vun đắp nên những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp nhất. Bởi vậy, dù có đi đâu về đâu, dẫu cuộc sống có thăng trầm đến mấy, thì quê hương vẫn luôn là nơi để chúng ta trở về, để được trao gửi và sẻ chia. Đối với doanh nhân Bùi Trọng Tấn cũng vậy, gần 30 năm bươn trải trên thương trường trong và ngoài nước với bao nhọc nhằn vất vả, ông đã trở về quê hương mang theo tình yêu cùng với khát vọng được sẻ chia và cống hiến. Sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh em, ông Bùi Trọng Tấn sinh năm 1963 tại thôn Quang Dực, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang. Tuổi thơ của ông rất thiếu thốn, cơ hàn. Chứng kiến cảnh làm lũ vất vả của bố mẹ, sự nghèo khổ của người dân nơi đây đã thôi thúc hình thành nên trong ông ý chí vươn lên cùng đức tính chịu thương chịu khó, dám nghĩ, dám làm. Năm 1983, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Trọng Tấn đã tình nguyện lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 1987, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bùi Trọng Tấn trở về quê hương Hồng Phong xây dựng phát triển kinh tế. Không có vốn lại không có kinh nghiệm, chàng trai 24 tuổi loay hoay, làm nhiều nghề để kiếm sống, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Năm 1995, sau biết bao đắn đo suy nghĩ, ông Tấn quyết định rời quê hương sang Cộng hòa Séc lao động lập nghiệp. Những năm đầu bôn ba xứ người làm đủ mọi việc và thử sức ở nhiều lĩnh vực. Bao nhiêu lần vấp ngã là bấy nhiêu lần ông phải tự đứng lên, kiên cường, không từ bỏ. Bằng nỗ lực và chút may mắn, chàng trai trẻ năm xưa mang đầy hoài bão đã dần vượt qua những khó khăn và có những thành tựu bước đầu trong kinh doanh. Đầu những năm 2000, ông Tấn trở lại quê hương thăm gia đình, chứng kiến đất nước còn nhiều khó khăn, cuộc sống của nhiều người dân Hồng Phong vẫn chăm bề vất vả. Trong lòng ông Tấn luôn dày dứt. Ông đã thường xuyên về Việt Nam hơn để tìm kiếm cơ hội kinh doanh với mong muốn làm được điều gì đó góp phần vào sự phát triển của quê hương đất nước. Năm 2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị và Công nghệ Vinatep ra đời, tiền thân của Công ty Cổ phần KLB hiện nay. Dù công việc kinh doanh từng bước phát triển, đạt được những thành công nhất định, song ông Tấn vẫn luôn đau đáu nghĩ về quê hương. Khi đi ra nước ngoài cũng như ở trong nước, mỗi khi nghĩ về quê hương còn nghèo, tôi cứ canh cánh trong lòng. Lúc nào cũng đau đáu, làm gì được cho về quê hương. Thế rồi mỗi một lần đi về thấy vùng quê mình nghèo, mình thấy rất chạnh lòng. Chính vì thế mà tôi cứ phải phấn đấu. Và cũng sự may mắn, cũng rất là may mắn đối với tôi, là sự phấn đấu ấy đã đền đáp được bằng cái thành quả của tôi đến như ngày hôm nay. Và tôi đã làm được cái điều tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng mà tôi cũng đã cảm thấy tự hào là mình đã làm được cái phần nhỏ bé đấy để đóng góp xây dựng quê hương, cũng như trả đền ơn đáp nghĩa cái mảnh đất mà tôi sinh ra được yêu thương đùm bọc dạy dỗ tôi để như ngày hôm nay. Công việc kinh doanh vốn nhiều áp lực cạnh tranh, song đối với quê hương, doanh nhân Bùi Trọng Tấn luôn gần gũi và thấu hiểu. Nhận thấy nơi sinh hoạt chung của nhân dân trong thôn đã xuống cấp, điểm vui chơi giải trí tham gia hoạt động thể dục thể thao thôn Quang Dực chưa đảm bảo, việc chăm sóc giáo dục trẻ, chăm lo sức khỏe nhân dân cần được đầu tư nâng cao hơn nữa. Người con quê hương Hồng Phong, Bùi Trọng Tấn cùng ban lãnh đạo công ty KLB đã ủng hộ gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn an sinh xã hội của công ty đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trung tâm văn hóa thể thao thôn Quang Dực, trạm y tế xã Hồng Phong, nhà đa năng và phòng học máy vi tính trường mầm non xã Hồng Phong. Bên cạnh đó, công ty cổ phần KLB còn ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ninh Giang 2 tỷ đồng và 400 triệu đồng hỗ trợ nhà ở cho hội viên hội cựu chiến binh huyện Ninh Giang và ủng hộ nhiều chương trình an sinh xã hội khác trên địa bàn huyện Ninh Giang. Cô và trò của trường mầm non Hồng Phong huyện Ninh Giang rất là vui và phấn khởi khi mà được nhận những cái nguồn tài trợ của ông Bùi Trọng Tấn. Những cái cơ sở vật chất mà ông tài trợ và cho nhà trường thì rất là thiết thực và rất là hiệu quả, đã giúp cho các con có những cái hoạt động trải nghiệm rất là phù hợp. Các con được trải nghiệm dưới khuôn viên nhà máy vòm, kể cả những ngày nắng và ngày mưa cũng không ảnh hưởng gì đến các hoạt động của các bé. Và đặc biệt trường mầm non Hồng Phong là một trong những trường đầu tiên có một phòng tin học với đầy đủ các cái thiết bị cùng với cái máy tính để giúp cho các con được trải nghiệm và được tiếp cận với công nghệ thông tin.
Sau gần 30 năm xa quê bươn trải để lập nghiệp, doanh nhân Thành Đạt Bùi Trọng Tấn đã trở về với biết bao tâm huyết và khát vọng. Những công trình khang trang ý nghĩa được dựng lên từ chính tấm lòng và tình cảm tri ân của ông đối với quê hương, giờ đây diện mạo Hồng Phong đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, khám chữa bệnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân đã dần được hoàn thiện. Hồng Phong đã trở thành một trong những điển hình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Ninh Giang và của tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì ông Bùi Trọng Tấn có nhiều các hoạt động hướng về quê hương, đặc biệt là đối với đại xã Hồng Phong và thôn Quang Dực thì ông Tấn dành một cái sự quan tâm hết sức là đặc biệt, đóng góp vào cái việc xây dựng xã Hồng Phong trở thành xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với tâm niệm, thành công của một doanh nghiệp, một doanh nhân không chỉ tính bằng vật chất mà còn bởi giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng. Doanh nhân Bùi Trọng Tấn còn nhiều dự định mới với mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương và xã hội. Nhìn thấy Quang Dực Hồng Phong ngày càng khang trang hiện đại là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người con xa quê. Và đó cũng chính là động lực để thôi thúc doanh nhân Bùi Trọng Tấn cũng như những người con xa quê tiếp tục chung tay cống hiến, xây dựng quê hương.